Việc so sánh những siêu phẩm với nhau chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Tuy nhiên phải khó thì mới cần nhờ đến mình chứ, đúng không? Và trong video này mình sẽ giúp các bạn lựa chọn HTC One M9 hay Galaxy S6 hoặc S6 Edge trên thị trường bây giờ. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới Di động Thông minh đã cho mình mượn sản phẩm thực hiện video này. Nếu các bạn muốn mua One M9 hoặc là những siêu phẩm như S6, S6 Edge sách tay uy tín từ Hàn Quốc với mức giá vô cùng tốt cũng như chế độ bảo hành ưu đãi đặc biệt 1-1, hãy đến với Di động Thông minh hiện nay đang có showroom tại Hà Nội, Đà Nẵng cũng như thành phố Hồ Chí Minh. HTC One M9 có thể gói gọn lại bằng một từ, đó là quen thuộc. Nó không có nhiều sự thay đổi so với One M8 hay là One M7. Chúng ta vẫn có chất liệu chủ đạo, đó là làm từ kim loại. Có thể khẳng định với các bạn, đây là một trong những sản phẩm di động có chất lượng hoàn thiện tốt nhất trên thị trường hiện nay mà chúng ta có thể mua được. Toàn bộ phần khung phía sau, phần khung viền đều làm nguyên khối. Nó có thêm một chút ngôn ngữ thiết kế mới mà HTC gọi là Dual Finish. Tức nghĩa là sẽ có hai tông màu như chiếc M9 mình đang có ở đây. Khung viền sẽ là màu vàng, theo khi đấy mặt trước và sau sẽ là màu bạc. Nhìn rất đẹp, sang chảnh, cảm giác cầm nắm tay là rất tốt. HTC cũng đã di chuyển phím cứng từ bên trên đỉnh máy sang bên cạnh phải cho bấm một cách dễ dàng hơn. Theo khi đấy, Samsung Galaxy S6 thì tạo nên một sự đột phá, cách biệt chưa từng có từ trước đến nay của dòng Galaxy S. À, thật ra phải nói là toàn bộ Samsung mới đúng. Mặt trước và phía sau của máy đều làm bằng kính, chúng ta có đường viền làm bằng kim loại. Khá là quen thuộc giống với Sony Xperia Z. Tuy nhiên Samsung còn độc bá ở cái chỗ, đó là họ làm cong hai cạnh viền ở hai bên trên Galaxy S6 Edge. Điều này khiến cho máy trông hiện đại hơn, tân tiến hơn và cầm trong tay sử dụng lâu dài thì cảm thấy màn hình cong vô cùng là độc đáo. Các bạn sẽ thích hơn trong quá trình sử dụng cũng như là khi chúng ta nhìn vào màn hình. Trên Galaxy S6 Edge thì có thêm một cải tiến ở phím cứng, đó là nằm ở phím Home, chúng ta sẽ có cảm biến vân tay. Đây là một trong những cái điểm mà những sản phẩm tân tiến hiện nay đều có, cho phép người dùng có thể mở khóa máy, bảo mật những ứng dụng ở trong máy hay là ẩn đi những dữ liệu riêng tư. Cảm biến vân tay của bộ đôi S6 thì vô cùng nhạy, chạm nhẹ một cái là có thể mở khóa được ngay. Mình đánh giá độ bảo mật cũng như độ thuận tiện của S6 Edge là vô cùng tuyệt vời. Như vậy là về thiết kế, người dùng phải phân vân lựa chọn đó là kim loại kết hợp với kính hay là kim loại nguyên khối. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với phần màn hình. Nếu như thiết kế là một sự lựa chọn khó khăn thì màn hình mình sẽ lựa chọn Galaxy S6 S6S là nhân vật chiến thắng. Nó có độ phân giải lên tới 2K, công nghệ màn hình Super AMOLED. Năm nay Samsung cải tiến cho màn hình trong trẻo hơn trên cả hai máy, nhìn vào rất thích, nổi bật. Theo cái đấy, HTC vẫn trung thành với công nghệ Super LCD 3 tương tự như One M8. Độ phân giải Full HD không có nhiều sự cải tiến trên cái thiết bị này, màu sắc của nó tỏ ra tự nhiên. Nhưng nếu nói về tự nhiên thì S6 cũng có thể làm được với một chế độ cân chỉnh màn hình. Và khi cần đậm thì Galaxy S6, S6S cũng có thể biến thành một trong những màn hình đậm nhất trên thị trường với màu sắc vô cùng tươi và rực rỡ. S6 và S6S có khả năng hiển thị ngoài trời cũng tốt hơn so với One M9. Nó tự động kích hoạt độ sáng cao hơn rất nhiều so với mặc định, hiển thị ngoài trời vô cùng tốt. Như vậy thì sau màn hình thì thêm một yếu tố gì nữa khiến cho S6 và S6S dễ dàng đánh bại được One M9? Đó chính là về tốc độ. Mình đã có bài so sánh hiệu năng giữa hai máy và tốc độ con chip Exynos 7420 trên Galaxy S6. S6S dễ dàng đánh bại được Snapdragon 810, nó nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì Samsung hiện nay đang gặp vấn đề về tràn RAM trên cái hai sản phẩm này. Thành ra quản lý RAM của nó chưa tốt bằng One M9. Khi mà sử dụng One M9 cảm giác mượt mà, nó không có lag và giật sau 2 đến 3 ngày sử dụng. Còn với cái chiếc Galaxy S6 hoặc S6S, do RAM đầy khá nhanh nên thường là một ngày mình phải reset một lần để đảm bảo máy không quá bị giật. Đây là một vấn đề chúng ta sẽ chờ đợi Samsung khắc phục ở phiên bản 5.1.1 sắp tới sẽ được cập nhật. Như vậy đó là về hiệu năng, còn về phần mềm thì sao? Có một vài điểm chung giữa hai thiết bị này. Đầu tiên là khả năng tùy biến với việc thay đổi theme. Cả hai máy cho phép người dùng thể download theme trực tiếp từ kho riêng của hãng. Sau đó chúng ta apply thay đổi thành những giao diện mới vô cùng sâu, tương tự như bộ nền theme của CyanogenMods. Tuy nhiên thì về phần theme mình đánh giá HTC cao hơn. Đơn giản là nhà sản xuất này cho phép người dùng tự tạo theme trực tiếp trên máy. Chúng ta có thể phối hợp từng bộ icon, từng phông chữ hay là hình nến riêng biệt cũng như nhạc chuông. Theo cái đấy với Samsung thì bó buộc là chỉ lựa chọn một theme duy nhất, chúng ta có thể kết hợp giống như HTC. Thứ hai là khả năng siêu tiết kiệm pin. Cả hai máy đều có một chế độ tiết kiệm pin độc đáo để kéo dài thời gian sử dụng. Tuy nhiên lần này thì Samsung chiến thắng. Vì chuyển về màu trắng đen thì Super AMOLED của Samsung tiết kiệm pin nhiều hơn. Samsung có thể giới hạn được phần lớn các ứng dụng trong máy nhưng vẫn cho phép người dùng có thể tùy biến được một vài cái. Của HTC thì ít sự lựa chọn hơn. Còn về sự nổi bật thì HTC có cặp âm thanh boom sound phía trước để nghe nhạc, xem phim, chơi game vô cùng tốt. Chế độ boom sound năm nay còn cho phép người dùng lựa chọn riêng những cái như là chơi game, chế độ rạp để người ta xem phim thì sẽ rất là tốt. Trải nghiệm về media của HTC One M9 thì không có gì phải chê trách. Của Samsung thì sao? Họ lại mạnh về những cái như là đa nhiệm cửa sổ, chạy cùng một lúc hai ứng dụng. Người dùng vừa có thể lướt Facebook, vừa lướt YouTube, chat với bạn bè và vừa có thể check mail được. Đây là một trong những cái mà mình đánh giá ở Samsung khá là tốt. Có những tính năng bảo mật vân tay mà mình đã chia sẻ từ đầu. Chúng ta có thể khóa và ẩn đi những dữ liệu nhạy cảm trong máy với chế độ riêng tư của Samsung trang bị sẵn. Về thời lượng pin, một trong những cái mà người dùng quan tâm nhiều nhất,
HTC One M9 và Galaxy S6 hay S6X năm nay mình không đánh giá nổi bật về pin cho lắm. Trung bình cả hai máy thì nếu sử dụng chỉ được khoảng 16 tiếng, tức nghĩa là sẽ rơi vào khoảng 3 tiếng rưỡi on screen với nhu cầu cùng của mình trên cả hai sản phẩm này. Đây không phải thời lượng pin ấn tượng. Và HTC One M9 thì kém hơn một chút ở S6 và S6X. Về công nghệ sạc nhanh thì hai sản phẩm đến từ Samsung sạc nhanh hơn hẳn so với chiếc HTC One M9. One M9 có một điểm có thể gỡ gạc lại được, đó là nó hỗ trợ khai cắm thẻ nhớ ngoài, còn Samsung thì chỉ có bộ nhớ trong cố định. Về camera thì mình đã có bài so sánh chi tiết giữa hai bên, thì Galaxy S6 năm nay được đánh giá camera cũng tốt hơn so với HTC One M9 về độ chi tiết ảnh, về màu sắc, khả năng quay phim với chống rung khoa học, mọi thứ đều khá là tuyệt vời. Như vậy thì mình hoàn thành xong bài so sánh giữa hai sản phẩm HTC One M9 với bộ đôi Samsung Galaxy S6. Về cơ bản thì năm nay Galaxy S6 được nhiều sự quan tâm hơn, nó nổi bật hơn vì đây là một cái con bài làm lại ngay từ đầu của Samsung. Chúng ta sẽ thấy thiết kế mới, hoàn thiện mới hoàn toàn. Nó mạnh mẽ về cả phần cứng, cấu hình cũng như là các tính năng mà Samsung trang bị vào và cả camera. Trong khi đấy, HTC One M9 vẫn là một sản phẩm tốt, nhưng mà với những gì nó đem lại thì lại không quá khác biệt so với chiếc Galaxy S6 cũng như là do chính người tiền nhiệm là HTC One M8. Nếu các bạn vẫn yêu thích một vỏ ngoài kim loại cũng như là công nghệ âm thanh boom sound, có thể lựa chọn HTC One M9 này. Còn muốn trải nghiệm một cái gì mới, tân tiến hơn, hiện đại hơn, có thể sử dụng bộ đôi đến từ Samsung. Các bạn có thể thấy, đừng quên like, share với bạn bè, mời comment chia sẻ bên dưới xem các bạn sẽ ủng hộ chiếc máy nào. Cảm ơn cửa hàng di động thông minh đã cho mình mượn sản phẩm để thực hiện video này. Nếu các bạn muốn sở hữu HTC One M9 hoặc Galaxy S6, S6X sách tay từ Hàn Quốc, hãy truy cập website diệnthongminh.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.